Đại Phụng Đả Canh Nhân chương 1590, cố ý một. Nam Cương. Đêm khuya, mưa to. Cho chàng một cơ hội cuối cùng, để ta giết cô ta, hoặc nữ tử phong hoa tuyệt đại, môi đỏ mọng như lửa cháy chậm rãi phun ra. Giết chàng. Cùng phong gào thét, chớp lóe sấm rền, mây đen dày đặc như mực nước bao phủ trên đỉnh đầu. Hứa Thất An quỳ một gối xuống đất, gian nan ngẩng đầu, nước mưa cọ rửa vết máu trên người hắn, sợi tóc dính ở trên khuôn mặt. Kiếm sắc loang lỗ vết kỹ đặt ngang ở cổ, kiếm quang lạnh lẽo như vẻ mặt của nữ tử. Hắn ngẩng khuôn mặt tuấn lãng, nặn ra một tia cười khổ. Vậy nàng vẫn là giết ta đi. Nữ tử phong hoa tuyệt đại ánh mắt tàn khốc chợt lóe. Ngay sau đó, Hứa Thất An vạn niệm đều tiêu tan. Hứa Thất An từ trên giường ngồi bật dậy, kịch liệt thở dốc, hắn như là ngủ một giấc, lại giống như đã trải qua một kiếp dài đằng đẵng, rốt cuộc từ trong hỗn độn tỉnh lại, tới thế gian. Ngay sau đó, tay trái hắn sờ về phía cổ, tay phải sờ về phía mi tâm. Hứa Lan yên tâm, người ta sao nỡ giết chàng chứ? Người ta chỉ là dùng kiếm khí đánh tan nguyên thần Hứa Lan. Tiếng cười khẽ từ bên cửa sổ truyền đến. Ánh nến như hạt đậu, bên cửa sổ có một bóng lưng cao gầy mặt Vũ Y đứng, thấy hắn tỉnh lại, nhẹ nhàng nhìn lại, nụ cười yêu dã. Nàng là xinh đẹp như thế, nhưng trong xinh đẹp tựa như cất giấu nguy hiểm, theo mỹ nhân nở rộ lúng đồng tiền, Hứa Thất An giống như thấy một tuyệt thế yêu cơ sinh ra. Đầu đau quá. Hứa Thất An lấy lại bình tĩnh, tựa như người say rượu dần dần từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, hắn chậm rãi nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Hắn bị bạo lực gia đình. Ngày hôm qua Lạc Ngọc Hành là nhân cách dục, quấn quýt lấy hắn liên tục 24 giờ song tu không gián đoạn, đòi lấy vô độ. Thật không dễ gì đến giờ tí, rốt cuộc mang tiểu dục đuổi đi, Hứa Thất An tuy nói không chịu nổi như lần trước, nhưng cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Ai ngờ, nhân cách sau tiểu dục là ác. Là nhân cách ác Hứa Thất An lần trước song tu, chưa từng tiếp xúc. Sau khi nhân cách ác hiện thân, mở miệng nói câu đầu tiên là, ta chán ghét Mộ Nam Chi, ta muốn giết cô ta. Cũng muốn Hứa Thất An lấy ra phù đồ bảo tháp, thả ra Mộ Nam Chi. Hứa Thất An đương nhiên không đồng ý, muốn bằng vào 3 tấc lưỡi không xương, để cho Lạc Ngọc Hành hài lòng, do đó đánh mất ý niệm này. Nào ngờ nhân cách ác trực tiếp trở mặt vô tình, tóc vung lên ai cũng không yêu, xảy ra xung đột kịch liệt với hắn. Hai người ở biên cảnh Bá Sơn đánh một trận. Ta quả thật đánh không lại nàng, tuy chưa liều mạng rất nhiều con bài chưa lật chưa từng thi triển, tuy nàng trước đó mang thân thể ta vét sạch, nhưng chênh lệch giữa ta cùng Lạc Ngọc Hành quả thật không nhỏ. Không hổ là kiếm tu bước nửa chân vào nhất phẩm. Hứa Thất An nói thầm. Nàng muốn thế nào? Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm yêu cơ bên cửa sổ. Người ta chỉ là muốn cùng Hứa Lan song túc song tê, một đời một kiếp hai người thôi. Lạc Ngọc Hành chớp đôi mắt đẹp một cái, khóe miệng chứa nụ cười. Nàng bước sen uyển chuyển, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chống má, ánh nến mang khuôn mặt của nàng chiếu rọi tựa như mỹ ngọc sạch sẽ nhất ấm áp nhất thế gian. Nhưng chàng luôn mang theo hoa thần bên người, làm người ta rất buồn bực đó. Lạc Ngọc Hành thở dài nói. Nàng là bị Cửu Vĩ Thiên Hồ nhập vào à? Hứa Thất An nhíu mày mãi, vì trẻ như vậy khiến hắn có chút không hợp khí hậu. Còn có thanh danh lộn xộn của chàng trước kia, nghĩ hẳn chàng là tay ăn chơi thường xuyên ra vào giáo phường ti, trong lòng người ta liền rất khó chịu. Không đợi Hứa Thất An đáp lại, dì trẻ thản nhiên cười. Đều qua cả rồi, người ta sẽ không để ý, ở lúc chàng ngủ say, ta dùng kiếm mang mệnh căn của chàng cắt xuống. Ta thay chàng hướng quá khứ cáo biệt, bây giờ chàng là sạch sẽ. Chàng muốn nhìn nó hay không? Dưới khố Hứa Thất An lạnh toát, trợn mắt cứng lưỡi nhìn nàng. Hai người im lặng nhìn nhau một lát, đột nhiên, Lạc Ngọc Hành cười lên khanh khách, cười run rẩy hết cả người, cười tới mức bộ ngực đầy đặn phát run. Ta lừa chàng đó. Nàng cười nằm úp sấp ở trên bàn. Ta thu hồi lời nói mới rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ không có ác liệt như nàng. Hứa Thất An chưa có chút ý tứ thở phào, bởi vì hắn không nắm chắc Lạc Ngọc Hành câu nào là thật, câu nào là giả. May mắn là, nhân cách ác của Lạc Ngọc Hành vẫn là có thể khống chế, tự nhiên chưa thật sự lục thân bất nhận. Ban đầu chiến đấu, càng như là một loại thủ đoạn thể hiện mình đã đến, cũng có thể coi là trò đùa dai của nàng. Ác của nàng là ác kiểu nội liễm, không phải loại ác vô trương, hận không thể mang người xấu viết ở trên mặt kia. Mặt khác, 7 loại nhân cách là căn cứ tính cách bản thân Lạc Ngọc Hành diễn biến mà ra. Lạc Ngọc Hành nếu là bản tính thiện lương, như vậy trạng thái nhân cách ác thật ra là có thể đoán trước. Nàng có lẽ rất xấu, nhưng không đến mức hiếu sát thành tính. Còn phải quan sát thêm. Khi suy nghĩ của Hứa Thất An tung bay, nghe thấy Lạc Ngọc Hành duỗi cái lưng mỏi. Ngày hôm qua chàng giày vò ta như vậy, xương cốt cũng sắp bị chàng hủy rồi, người ta muốn nghỉ ngơi. Ngày hôm qua là nàng giày vò ta chứ, chân quấn ở trên lưng ta cậy cũng không cậy ra được. Trong lòng hắn oán thầm một câu, đứng dậy rời giường, nhường ra vị trí. Lạc Ngọc Hành chưa nhúc nhích, biểu môi, cười tủm tỉm nói. Trên giường đều là thứ bẩn của chàng, đổi một chút. Hứa Thất An liền mang chăn nệm dính đầy ngàn vạn con cháu của hắn thay mới. Lạc Ngọc Hành gục ở trên giường, ghé vào trên giường, nhẹ nhàng vén lên vạt áo Vũ Y, góc áo lướt qua bắp chân cân xứng, đến gốc đùi tròn trịa, vừa vặn dừng lại. Nàng ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười vô cùng mị hoặc. Muốn song tu không? Ta cảm thấy nghỉ ngơi thích hợp so với song tu càng có thể điều dưỡng khí cơ hơn. Hứa Thất An uyển chuyển từ chối nàng. Nếu nói Lạc Ngọc Hành dưới trạng thái bình thường, là hắn không thể khống chế, nhưng dám cợt nhã trêu chọc. Như vậy Lạc Ngọc Hành trước mắt, là hắn đã không dám trêu chọc cũng không cách nào khống chế. Xuất phát từ cẩn thận, hắn quyết định quan sát nhiều hơn, tìm hiểu thêm tác phong hành vi của nhân cách ác. Lạc Ngọc Hành thất vọng biểu môi, quay đầu nhẹ nhàng thổi, ngọn nến tắt. Nàng chui vào chăn, lăn mình, lăn đến phía trong. Hứa Thất An một lần nữa nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, ở trong phòng tối đen, nhìn trần nhà ngây người. Bây giờ là giờ dần 2 khắc, nhân cách dục giờ tí mới vừa đi, dựa theo tình huống ngày trước, hẳn là sẽ ngủ một giấc, đến sáng sớm hôm sau mới có thể tiến hành cắt đổi nhân cách. Nhưng nhân cách dục mới vừa đi, nhân cách ác liền nhảy ra ngoài. Cái này có phải ý nghĩa nhân cách ác là mạnh nhất trong 7 loại nhân cách hay không? Nghĩ chút, phương hướng hắn tự hỏi lại chuyển tới Thập Vạn Đại Sơn. Một hóa thân của Quảng Hiền Bồ Tát, bảo thủ nhắm chừng sẽ có nhị phẩm nhỉ. Độ Ách La Hán cũng là nhị phẩm, lại thêm A-tô-la. Muốn đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn cũng không dễ dàng. Cửu Vĩ Hồ hẳn là có thể xử lý hóa thân Quảng Hiền Bồ Tát, nàng nếu không có phần thực lực này, phục quốc cũng đừng nghĩ nữa. Yêu tộc còn có một vị siêu phàm, hình như là con gấu lười biếng, nhưng chỉ là tam phẩm, ta có phải quá phiêu rồi hay không? Nếu chỉ như vậy, chúng ta rất khó đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn, Thất Tuyệt Cổ tuy có tiến bộ lớn, nhưng ta tỷ lệ đại khái đánh không thắng A-tô-la. Cho nên, lần này đánh Phật môn chủ lực là thần thù. Thật ra nói trắng ra là Tu La Vương mang theo con gái, đánh con trai vợ trước sinh. Yên lặng nói nhảm, Hứa Thất An quay sang tự hỏi mình có thể ở trong trận chiến đấu này đạt được lợi ích gì. Thử bắt tù binh Độ Ách, để hắn giúp ta cởi bỏ một cây phong ma đinh cuối cùng, sau đó ta liền cùng Vương Phi song tu, tấn thăng nhị phẩm. Mặt khác, cuối cùng có thể nhìn thấy chân dung Cửu Vĩ Thiên Hồ, không biết so với dì trẻ, ai đẹp hơn. Về phần Mộ Nam Chi, Hứa Thất An mang nàng bài trừ bên ngoài. Vẻ đẹp là vũ khí lớn nhất của Hoa Thần, sức quyến rũ của nàng đã đến cảnh giới độc cô cầu bại, đến nỗi cho đến bây giờ, Hứa Thất An cũng không dám thả ra chân dung của nàng. Thứ nhất là sợ không khống chế được mình, thứ hai sợ phiền toái. Hoa Thần chuyển thế không làm ngụy trang ra ngoài đi bộ một vòng, sẽ rước lấy phiền toái thế nào, là có thể tưởng tượng. Cho dù có năng lực ứng đối mọi khiêu chiến, cũng không cần thiết để cho mình lâm vào trong phiền toái ùn không hết. Lúc này, Lạc Ngọc Hành cuốn chăn yên lặng tới gần, không rên một tiếng liếm vành tai hắn. Quốc sư đây là làm chi? Hứa Thất An cau mày hỏi. Câu dẫn chàng đó. Trong bóng tối, mắt Lạc Ngọc Hành sáng ngời, như là ngôi sao trong màn đêm. Đừng quậy. Khóe miệng hắn co rúm một cái, giật mình, nói. Quốc sư, ta ngày mai phải xuất phát đi Thập Vạn Đại Sơn, giúp yêu tộc đoạt lại Cố Thổ, nàng còn có mấy phần chiến lực. Lạc Ngọc Hành cười hì hì nói. Chàng cầu ta liền nói cho chàng. Nàng lật người, cưỡi ngồi ở bụng Hứa Thất An, hai tay chống lên bộ ngực cứng rắn của hắn, cười nói. Không được, trong bụng ta có con của chàng rồi, không thể đánh trận. Nàng vừa nói, vừa xoa xoa cái bụng bằng phẳng, vẻ mặt từ ái. Cho dù ngày hôm qua rót đầy bụng nàng, cũng sẽ không nhanh như vậy chứ. Hứa Thất An không muốn giải thích với ác nữ. Lạc Ngọc Hành không chút để ý, cười duyên nói. Hòa thượng Phật môn vẫn là có mấy chiêu, có chuyện ta nghĩ mãi không hiểu. Hứa Thất An không nói chuyện, yên lặng nhìn nàng. Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói. Hứa Lan cảm thấy, ta cùng với chàng, ai mạnh hơn? Nàng. Hứa Thất An thừa nhận. Nói thật, bởi vì Lạc Ngọc Hành muốn bình ổn nghiệp hỏa, chuẩn bị độ kiếp, cho nên đã rất ít ra tay, hơn nữa thường xuyên ở trước mặt hắn đỏ mặt, nhíu mày, hai má đỏ bừng cắn môi, điều này làm hắn dần dần xem nhẹ đối phương là đường nhân tông đạo thủ. Nhị phẩm kiếm tu. So với hắn cao hơn cả một phẩm cấp rưỡi. Thẳng đến đêm nay đánh một trận, mới giật mình phản ứng lại. Lạc Ngọc Hành lại hỏi. Vậy chàng cảm thấy, cộng thêm một tên Tôn Huyền Cơ, có thể thắng ta không? Hứa Thất An đánh giá con bài chưa lật, thủ đoạn của mình, suy nghĩ thật lâu, nói. Tuy chưa từng đánh, nhưng ta không nắm chắc được. Lạc Ngọc Hành môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Vậy chàng cùng Tôn Huyền Cơ là như thế nào đánh thắng A Tô La? Hứa Thất An ngây người. Dì trẻ khẽ cười một tiếng, tà mị yêu giả, cúi đầu mút chặt môi Tình Lang, mút mấy cái, cười nói. Nhị phẩm La Hán quả vị, sát tặc lấy sát phạt thuật trứ danh, tam phẩm kim cương thần công, cùng với lực lượng danh hiệu chiến sĩ mạnh nhất Tu La tộc đại biểu. Chàng là như thế nào bằng vào sức một người kiềm chế hắn? Phong ma đinh của chàng còn chưa rút ra đâu. Cùng lắm chỉ là tiếp cận tam phẩm đại thành, dựa vào phù đồ bảo tháp cùng thất tuyệt cổ chưa đạt siêu phàm, sao có khả năng dây dưa với hắn lâu như vậy? Cái này, con ngươi Hứa Thất An hơi co lại. Hắn bây giờ ý thức được sự tình không thích hợp. Đúng vậy, ta lúc trước tam phẩm cảnh, dựa vào khắc đao nho thánh, trấn quốc kiếm, cùng với mảnh thân thể thần thù giúp, liều cửu tử nhất sinh mới chém nhị phẩm Trinh Đức. Mà A Tô La tuyệt đối mạnh hơn Trinh Đức. Lạc Ngọc Hành thở dài một tiếng. Chàng chưa có kinh nghiệm giao thủ với Phật môn siêu phàm, chưa từng phát giác vấn đề cũng không kỳ quái. Lần này liên thủ cùng yêu tộc tấn công Thập Vạn Đại Sơn, chàng phải cẩn thận hơn nữa. Có lẽ, đây là Phật môn bố cục thì sao? Cố ý tặng ra bộ phận mảnh thân thể thần thù, để yêu tộc nhìn thấy hy vọng phục quốc. Chàng cảm thấy, lần hành động phục quốc này nếu thất bại, yêu tộc còn có bao nhiêu khí vận? Hứa Thất An nhìn chằm chằm nàng. Quốc sư là cố ý đánh với ta một trận. Lạc Ngọc Hành mang một cái chân trắng gác lên bụng hắn, chớp đôi mắt đẹp, u oán réo rắt nói. Người ta sao nỡ đánh Hứa Lan, còn không phải Hứa Lan bạc tình quả nghĩa, rõ ràng đã có ta, còn cứ muốn dây dưa không rõ với Mộ Nam Chi. Còn mang theo cô ta du lịch giang hồ. Tương lai ta sinh con, chàng khẳng định muốn vứt bỏ thê tử bỏ trốn cùng tiểu tiện nhân kia. Nói một lát, nàng đột nhiên vẫy tay gọi kiếm sắc loang lỗ vết gỉ, mũi kiếm tì ở bụng mình, hừ hừ nói. Vậy ta liền làm thịt con của chàng, một xác hai mạng. Hứa Thất An liền có chút nhớ nhung quốc sư ban đầu cao ngạo lạnh lùng, đau đầu dây dây mi tâm, quốc sư, đầu óc nàng có phải có vấn đề hay không? Lưỡi kiếm lạnh như băng gác ở cổ, trong bóng đêm, đôi mắt kia lạnh lẽo như băng, khóe miệng cười lạnh. Chàng nói cái gì, chưa nghe rõ. Quốc sư ơi, đầu óc ta tựa như có chút vấn đề, có thể là bị nàng đánh hỏng rồi, nàng sau khi đánh tan nguyên thần ta, có mang linh hồn nhỏ bé của ta ghép lại không? Hứa Thất An có thể co có thể duỗi. Lạc Ngọc Hành nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt, vứt kiếm sắc, xoa cái đầu quả dưa của Hứa Thất An, ngoan. Bệnh thần kinh à, sống qua 24 giờ mang ngươi tiễn đi. Hứa Thất An miễn cưỡng cười vui ứng phó. Biểu hiện của Lạc Ngọc Hành, làm hắn ý thức được vị nhân tông đạo thủ này dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hơn nữa cực kỳ kiên kỵ đối với Mộ Nam Chi. Trừ tiểu ái tính ghen nặng, sẽ nhằm vào con cá khác trong ao cá, nhưng cách khác đều chỉ cảnh giác cùng kiên kỵ hoa thần. Xem ra ở trong mắt quốc sư, Nam Chi là tình địch cường đại nhất, nữ tử khác đều không chịu nổi một đòn, hoa thần đại khái là nữ nhân duy nhất khiến quốc sư mất đi tự tin ở trên vẻ đẹp. Trong lòng nghĩ, Hứa Thất An liếc tiểu ác bên cạnh một cái. Tiểu ác chớp chớp mắt. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, thầm nhủ không có việc gì, nàng tuy không xinh đẹp bằng cô ấy, nhưng nàng nhuận. Không quan tâm cái chân trắng cọ cọ ở trên bụng, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc lại ngày đó chiến đấu với A Tô La. Sát tặc quả vị ta chưa từng tiếp xúc, không biết A Tô La có nhường hay không, nhưng bây giờ nhớ lại, lực lượng sát tặc quả vị tựa như không mạnh như trong tưởng tượng, tuy cho ta đã kích trên trình độ nhất định, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Hôm nay nghĩ đến, liền tỏ ra rất đáng ngờ. Chỉ chiến lực tam phẩm kim cương mà nói, A Tô La không thả. Hơn nữa, hắn quả thật là đè ta ra đánh. Nhưng mà, Nếu hắn ngay từ đầu đã phóng thích huyết mạch tu la thì sao? Thể phách tam phẩm kim cương phối hợp tu la huyết mạch, chỉ sợ có thể trực tiếp treo lên đánh ta. Đương nhiên, cũng có thể giải thích vì hắn quy y Phật môn, cáo biệt quá khứ, không đến vạn bất đắc dĩ không muốn phóng thích huyết mạch tu la. Nhưng vẫn cảm giác có chút miễn cưỡng. Tuy hắn và Tôn Huyền Cơ có thể đánh thắng Atola, là vì phối hợp tốt, lợi dụng phong ma đinh cho một đòn trí mạng, suy yếu thực lực đối phương, hơn nữa cuối cùng sau khi cướp đi hai chân của thần thù, vẫn chỉ có thể chạy trốn. Thoạt nhìn là dựa vào phong ma đinh, phù đồ bảo tháp các thủ đoạn thắng hiểm. Ở trong mắt người ngoài, không phải Atola không đủ mạnh, là Hứa Thất An kia quá âm hiểm. Nhưng cái này không thể thuyết phục đương sự hắn, bởi vì tình huống hiện trường là Tôn Huyền Cơ đại bộ phận thời gian co đầu rút cổ ở trên trời đánh phụ trợ, bản thân tam phẩm một mình bám trụ Atola thời gian dài như vậy. Hôm nay sau khi giao thủ với dì trẻ, chợt phát hiện cao thủ nhị phẩm đỉnh phong tuyệt đối không phải tam phẩm vũ phu có thể chống lại. Vậy hắn dựa vào cái gì bám trụ Atola thời gian dài như vậy? Hắn thế mà diễn ta. Hứa Thất An ca một tiếng, Atola chẳng những diễn hắn, hơn nữa diễn còn rất tốt. Đầu tiên, khi hai người giao thủ, Atola quả thật đè Hứa Thất An mà đánh, hơn nữa cuối cùng là Hứa Thất An dựa vào phong ma đinh mới đánh thắng, có thể nói là thắng hiểm. Dưới tình huống như vậy, thường thường sẽ làm người ta cảm thấy là mình thắng rất hung hiểm, kẻ địch rất cường đại. Nào còn có thể hoài nghi Atola đang diễn trò. Vấn đề đến rồi, Atola vì sao phải diễn ta? Đầu tiên, hắn tuyệt đối không có khả năng là quân đội bạn, bởi vì vào không môn, tứ đại giai không, cơ hội muốn làm gián điệp cũng không có. Phật môn Bồ Tát và La Hán cũng không phải ngốc, nếu Atola có vấn đề, sao có khả năng an bài hắn đến trấn thủ Nam Cương? Như vậy, khả năng đáp ứng liền chỉ có một, mâu thuẫn nội bộ Phật môn. Đại tiểu thừa tranh chấp so với ta đoán trước càng kịch liệt hơn, cho nên cần yêu tộc kẻ thù bên ngoài này để dời đi mâu thuẫn. Cái giải thích này không có vấn đề, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Sáng mai đi Thập Vạn Đại Sơn trước, chờ Cửu Vĩ Thiên Hồ trở về, liền mang việc này nói cho cô ta, xem cô ta là ý kiến gì. Dì trẻ có thể phát giác chi tiết, Cửu Vĩ Thiên Hồ khẳng định cũng có thể, nhưng cô ta lại chưa nói. Cũng không phải chưa nói, đối với ta có thể đoạt lại mảnh thân thể thần thù, cô ta quả thật từng có cảm khái. Giúp vạn yêu quốc phục quốc, bắt tù binh độ ách hoặc Atola nhổ một cây phong ma đinh cuối cùng, chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn chấm dứt, sẽ chấn động Cửu Châu. Trong lúc ý niệm di động, hắn phát hiện má bị đầu lưỡi ướt át ấm áp liếm vài cái. Làm chi? Hứa Thất An quay đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp bên gối. Tiểu ác vương đầu lưỡi, liếm liếm môi, trên khuôn mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười yêu dã, cái cằm trắng như tuyết nâng lên, khiêu khích nói. Đến song tu. Hứa Thất An xoay người đè lên, thể phách tam phẩm của ta cũng không phải ăn chay, chuẩn bị xong để khóc chưa? Hôm sau, trong phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An hai tay chắp lại, ngồi xếp bằng ở bên cạnh lão hòa thượng Tháp Linh, thấp giọng nói. Đại sư, ta lại ngộ rồi. Lúc nói câu này, khuôn mặt Hứa Ngân La không có bất cứ dục vọng thế tục gì. Lão hòa thượng Tháp Linh liếc hắn một cái, vui mừng gật đầu, thiện. Bên cạnh, Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, cười lạnh nói. Đại sư, hắn đã từng ngộ hai lần. Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng một cái, mang Hoa Thần kéo đến một bên. Hoa Thần thất tha thất thểu bị kéo tới trong góc, cau mày. Ai cho ngươi chạm vào ta? Bạch Cơ nâng lên móng vuốt, bốc bốc vỗ cái tay Hứa Thất An bắt lấy cánh tay Mộ Nam Chi, kêu lên. Buông ra, buông ra. Nó như là đứa nhỏ kiên định đứng về phía mẹ. Hứa Thất An thu hồi tay, hắt một tiếng, dùng bả vai đẩy nàng một cái. Ghen rồi. Mộ Nam Chi cười lạnh đáp lại, ghen. Ngươi cũng đánh giá quá cao bản thân rồi. Thực cho rằng nữ tử thiên hạ đều yêu ngươi yêu không thể rút ra được. Bạch Cơ liếu lo nói, đúng thế đúng thế. Không có, nữ nhân thích ta, cũng không bằng 1/10 Lý Linh Tố, hắn mới là đại lão bạn gái khắp thiên hạ. Hứa Thất An nhìn Bạch Cơ, tự nói. Ta ngày mai cần đi Nam Cương một chuyến, trong lúc đó, ngươi đừng đi ra. Vành mắt Mộ Nam Chi đỏ lên, lạnh như băng nhìn hắn. Như thế nào, chê ta cản trở hai ngươi song tu? Hít mạnh một hơi, trào phúng nói, còn chưa hỏi Hứa Ngân La cùng quốc sư song tu như thế nào đâu, nghĩ hẳn là như keo như sơn, một khắc cũng không nguyện chia lìa. Dù sao cũng trống trơn. Vẻ mặt Hứa Thất An nghiêm túc. Trái lại không phải, ngươi có thể không biết, Lạc Ngọc Hành bây giờ nhân cách là ác, ác của ác độc, nàng đêm qua ép ta mang ngươi từ trong phù đồ bảo tháp thả ra, muốn tận tay giết ngươi. Mộ Nam Chi biến sắc. Hứa Thất An tiếp tục nói. Ta đương nhiên không đồng ý, liền đánh một trận với nàng. Mộ Nam Chi vừa tức vừa giận, nghiến răng. Cô ta đã đánh ngươi. Hứa Thất An ủy khuất gật đầu, nắm tay Mộ Nam Chi, dịu dàng nói. Ta da dày thịt béo không sao cả, nhưng ngươi thì khác, ta tuyệt đối sẽ không để nàng thương tổn ngươi. Oán khí trong lòng Mộ Nam Chi tan hơn phân nửa, nhẹ nhàng rút tay về, hừ nói. Ta và ngươi trong sạch, đừng muốn những lời phóng đãng này. Mím mím môi, nhưng cơ hội che giấu độ cong khóe miệng nhếch lên. Hứa Thất An thấy tốt là biết thu lại, nói tiếp. Nhưng Bạch Cơ cần đi cùng ta, ta cần dùng nó liên lạc Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mộ Nam Chi lo lắng nói, nhưng ngươi nói Lạc Ngọc Hành rất ác độc, cô ta sẽ làm khó Bạch Cơ hay không? Hứa Thất An từ trong lòng nàng tiếp nhận Bạch Cơ, ôm vào trong lòng, mặt không biểu cảm nói. Ta cảm thấy đây là điều nó tuổi này nên thừa nhận. Bạch Cơ rung lên một cái, vội vàng bổ cứu, người ta thích nhất Hứa Ngân La. Muộn rồi. Hứa Thất An ôm Bạch Cơ theo bậc thang tới tầng thứ hai, nơi này dựng đứng những bức tượng kim cương, hoặc thái độ hung dữ, hoặc tạo thế muốn đánh, nghiêm khắc đáng sợ. Những bức tượng này tạo thành trận pháp đặc biệt, được ban cho Phật Pháp, cấu thành tầng thứ ba phù đồ bảo tháp, chuyên làm nhà giam phong ấn người tu hành cường đại. Tầng thứ hai tràn đầy lực lượng, trấn ngục, thậm chí có thể tạm thời ảnh hưởng đến nhị phẩm. Sài Hạnh Nhi ngồi xếp bằng ở giữa hai bức tượng, nàng vốn là vợ người ta nhan sắc thật tốt, khí chất điềm đạm đáng yêu, nhốt thời gian dài khiến nàng càng thêm nhu nhược, làm người ta thương yêu. Khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, tóc đen rối tung. Lúc Miêu Hữu Phương ở bên người, đảm đương thân phận ngục tốt, định kỳ cho ăn, đổi mới bô. Mặt khác, mỗi 7 ngày Sài Hạnh Nhi sẽ có một lần cơ hội ra ngoài hoạt động, tắm rửa. Chờ sau khi Miêu Hữu Phương đi rồi, nhiệm vụ cho ăn liền giao cho Mộ Nam Chi, về phần thay bô, thì do lão hòa thượng Tháp Linh đến phụ trách. Dù sao đối với Tháp Linh mà nói, ý niệm chợt lóe, liền có thể mang bất cứ vật phẩm nào trong tháp dời ra ngoài ngoại trừ cái tay cục của thần thù. Không ngờ, cuộc sống tù giam dài đằng đẵng, thế mà lại khiến khí cơ ngươi càng thêm hùng hậu, tu vi tăng vọt. Hứa Thất An cười nói. Sài Hạnh Nhi mở mắt, nhìn hắn, không tỏ ra thấp kém chút nào nói. Trừ thổ nạp luyện khí, thì không có việc gì để làm, bất luận kẻ nào cũng sẽ tu vi tăng vọt giống ta. Dừng một chút, mặt mày nàng nhu hòa đi vài phần, hỏi. Lý Lan gần đây khỏe không? Hứa Thất An gật đầu. Xây dựng quân đội lưu dân, chuẩn bị đi Thanh Châu đánh trận. Trong khoảng thời gian này ngươi ở phù đồ bảo tháp, nạn rét bùng nổ, dân chúng Trung Nguyên trôi dạt khắp nơi, phản quân Vân Châu Bắc Thượng tấn công Thanh Châu, tình hình chiến đấu giằng co. Sài Hạnh Nhi im lặng một lát, cười khổ nói. Một tòa phù đồ bảo tháp nho nhỏ, thế mà lại thành nơi che chở. Nơi che chở là không sai, nửa câu đầu, ngươi hỏi Tháp Linh một chút có tán đồng hay không? Hứa Thất An không nói lời thừa nữa, ở trong lòng lấy ra nửa tấm bản đồ gia thú. Ngươi xem, cái này có phải nửa tấm bản đồ kia tổ tiên ngươi lưu lại hay không? Sài Hạnh Nhi đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua. Tựa như đúng, cái này cùng bản đồ năm đó cung chủ từ Sài Gia mang đi chất liệu giống nhau. Ngươi từng thấy nửa tấm bản đồ khác sao? Hứa Thất An hỏi. Sài Hạnh Nhi cười khổ nói, Hứa Ngân La cảm thấy, ta có tư cách biết. Hứa Thất An lại hỏi. Đối với tổ tiên Sài Gia các ngươi, ngươi còn biết những gì? Sài Hạnh Nhi lắc đầu. Bây giờ Sài Gia có thể ngược dòng đến tổ tiên, bắt đầu từ vị kia trở về từ Nam Cương, hướng tiếp lên trên, từng trải qua một lần diệt môn, đã sớm hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này có chút đầu trọc rồi nha. Hứa Thất An bất đắc dĩ thu hồi bản đồ gia thú. Thứ có thể vào mắt Hứa Bình Phong, tuyệt đối bất thường, chủ nhân lăng mộ là ai, Hứa Bình Phong lại là như thế nào chú ý tới Sài Gia. Ai, trước mắt mà nói, chuyện này không vội, tạm thời thông thả. Trong phòng ngủ bố trí đơn sơ, Lạc Ngọc Hành lười biếng ngáp một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra quần trong cùng cái yếm sạch sẽ, chậm rãi mặc vào, khoác lên áo bào vũ y. Trong tay thưởng thức mũ hoa sen, mắt đẹp lấp lánh nhìn tháp nhỏ linh lung trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Tam phẩm võ phu, chỉ có vậy. Nàng tùy tay ném mũ hoa sen ở trên bàn, rời khỏi phòng ngủ. Bởi vì thanh niên trai tráng trong tộc xuất chinh, nhân số lên núi săn bắn ít đi rất nhiều, thân là tộc trưởng Long Đồ không thể không một lần nữa lên núi làm việc. Ở Lực Cổ Bộ, tộc trưởng đã là người tay nắm quyền lực, cũng là người trách nhiệm nặng nhất. Ở thời điểm đối mặt nhân lực không đủ, thiếu thức ăn, tộc trưởng Long Đồ bị ép làm việc, lên núi săn thú. Lạc Ngọc Hành tới ngoài sân, thấy Hứa Linh Âm cùng Lệ Na ngồi xổm dưới bóng cây, đốt lên một đống lửa trại, bên lửa trại cắm 6 con chuột lột da rửa sạch. Chờ chúng ta ăn xong chuột, khoai lang phía dưới đống lửa cũng nướng xong rồi. Lệ Na hừ hừ nói, chờ mong không? Chờ mong. Tiểu Đậu Đinh lau nước miếng. Lệ Na sai sử đồ đệ. Ngươi đi lấy túi nước đến cho sư phụ, khát rồi. Tiểu Đậu Đinh cảnh giác nhìn nàng, vậy ngươi đừng ăn vụng. Sau khi được sư phụ cam đoan, Tiểu Đậu Đinh sải đôi chân ngắn lao vào sân. Chào quốc sư. Lệ Na nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, cung kính chào hỏi. Nàng không phải là Hứa Linh Âm loại ngu ngốc không có đầu óc này, biết rõ sự cường đại, cùng với địa vị siêu nhiên của vị trước mắt này. Ngày gần đây, Lạc Ngọc Hành và Hứa Thất An ở Cực Quyên bỏ không ít sức, truyền thuyết song tu đạo lữ quét ngang Cực Quyên đã truyền khắp cổ tộc. Lạc Ngọc Hành đánh giá Lệ Na. Ngươi là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư kia. Lệ Na cả kinh, không ngờ quốc sư thế mà biết thân phận mình. Lạc Ngọc Hành bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài. Ánh mắt Lệ Na đuổi theo nàng, sâu sắc phát hiện hôm nay quốc sư có chút không thích hợp. Nàng sau đó thu hồi ánh mắt, đầy cõi lòng nhiệt tình nhìn con chuột sắp nướng xong. Lại phát hiện bên lửa trại rỗng tuếch. Con chuột, không còn nữa. Lệ Na mờ mịt đứng lên, nhìn quanh bốn phía, chuột đâu? Con chuột ta nướng bao lâu đâu? Bịch bịch bịch. Đồng thời, Hứa Linh Âm ôm túi nước chạy ra. Thấy bên lửa trại trống rỗng, nó đột nhiên cứng đờ. Hai thầy trò mắt to trừng mắt nhỏ. Lệ Na giật giật môi, gian nan nói. Chuột tự chạy rồi, ngươi tin không? Tiểu Đậu Đinh ném túi nước, ngồi ở trên mặt đất hai chân đạp lung tung, gào khóc lên. Xa xa. Trong gió nhẹ, tóc đen bồng bềnh, vũ y tung bay, Lạc Ngọc Hành cười tươi như hoa, yêu giả tuyệt mỹ. Nam Pháp tự. Ngoài tháp phong ấn sụp đổ, trên quảng trường. Độ Ách La Hán sau đầu một vòng bánh xe 7 màu phát sáng, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, lòng bàn tay cầm một cái bát vàng. Qua bát khổ trận, chịu cửa ải vấn tâm, đây là ý tứ của Quảng Hiền Bồ Tát. Ngươi nếu qua hai cửa ải này, chuyện tháp phong ấn bị hủy, liền bỏ qua. Lão Tăng năm đen khô gầy, ánh mắt bình tĩnh nhìn A Tô La đối diện. Đệ tử rõ. A Tô La chắp hai tay, bước ra một bước, tiến vào bát vàng. Độ Ách La Hán thu hồi tay, bát vàng từ từ lơ lửng, miệng bát phóng ra một màn ánh sáng. Trong màn ánh sáng, A Tô La mặc áo cà sa hai tay chắp lại, đứng thẳng tắp ở trước bát khổ trận, lại chậm chạp chưa vào trận. Bát khổ trận, trận pháp cao tăng Phật môn dùng để đốn ngộ, qua trận này, phiền não trừ đi, lòng sinh Phật niệm. Từ nay về sau quy y Phật môn, từ nay về sau Phật pháp tinh thâm. Ngược lại, thì vĩnh viễn rơi vào trong 8 nỗi khổ, nguyên thần sụp đổ. Đương nhiên, mỗi một vị tăng nhân tiến vào bát khổ trận rèn luyện Phật tâm, đều sẽ được La Hán hoặc Bồ Tát chú ý, đảm bảo nguyên thần an ổn. Nói ngắn gọn, bát khổ trận thật ra là một bộ phận trong Phật môn tứ đại giai không. A Tô La nếu vẫn là A Tô La, vẫn là vị tu la tử quy y Phật môn kia, vậy hắn liền không sợ bát khổ trận. Thấy A Tô La lâu không vào trận, Độ Ách thản nhiên nói. A Di Đà Phật, A Tô La, có gì do dự? Thanh âm xuyên thấu qua pháp khí, truyền vào Phật giới trong kim bát. A Tô La thản nhiên nói. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ trước kia, những chuyện cũ sớm hóa thành mây khói đó. Dứt lời, hắn không do dự nữa, bước vào trong bát khổ trận. Độ Ách hơi nheo mắt, đánh giá A Tô La trong trận, chỉ thấy vị con út Tu La Vương tướng mạo xấu xí lại oai hùng bất phàm này, bước chân thông thả, nhưng dị thường kiên định xuyên qua bát khổ trận. Trong quá trình, vẻ mặt hắn luôn bình thản. Sau khi xuyên qua bát khổ trận, bước chân A Tô La không ngừng, đi lên từng bậc, không bao lâu đã tới cổ tháp đỉnh núi. Trên đỉnh cổ tháp có một cái chuông đồng xanh lớn. A Tô La chậm rãi lên lầu, ở trước chuông đồng xanh lớn hai tay chắp lại, niệm tụng Phật hiệu. Keng. Hắn đẩy chùi y gõ chuông, gõ vang tiếng đầu tiên. Chuông cổ đồng xanh dâng lên tiếng chuông du dương, cùng với ánh sáng màu vàng như gợn sóng. Keng keng keng. Tiếng chuông không ngừng vang lên, Ánh sáng màu vàng dạng gợn sóng tầng tầng lớp lớp quét ở trên người Atola, đầu tiên là mi tâm sáng lên kim quang, tiếp đó thân thể bao trùm một tầng ánh vàng nhàn nhạt, trong suốt. Sau 81 tiếng, Atola buông chùi gõ chuông, hai tay chắp lại, cúi đầu nhìn xuống. Độ Ách La Hán hai ngón tay niêm hoa mỉm cười. Phật tâm vô cấu, bổn tọa sẽ bẩm lại Quảng Hiền Bồ Tát. Ngày gần đây, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, yêu khí ngút trời, Nam Yêu Giả Hỏa Phục Quốc nhịn 500 năm, lần này muốn thiêu đốt khắp Thập Vạn Đại Sơn. Chúng ta phụng mệnh trấn thủ Nam Cương, không thể sơ sẩy sơ ý. Atola gật đầu. Tự nhiên như thế. Nam Cương. Ngoài sân, Lệ Na gặm khoai lang, liếc bóng lưng nho nhỏ bên người một cái, bất đắc dĩ giải thích. Chuột thực sự không phải ta ăn. Tiểu Đậu Đinh cầm khoai lang thuộc về nó, yên lặng gặm, dùng bóng lưng cùng cái ót nho nhỏ quay về sư phụ, một bộ tư thái ân đoạn nghĩa tuyệt. Lệ Na trầm ngâm một phen, đẩy bả vai Hứa Linh Âm vặn vẹo thân thể, không cho nàng chạm vào. Này, khoai lang cho ngươi ăn được rồi chứ? Tiểu Bạch bị Lệ Na nói. Hứa Linh Âm xoay phát đầu lại, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm sư phụ, thật sự. Lệ Na lưu luyến không rời nhìn khoai lang vừa mới cắn một miếng, nhịn đau gật đầu, đưa ra ngoài. Hứa Linh Âm vui vẻ đoạt lấy, ôm vào trong lòng. Không tức giận nữa. Vâng. Hai thầy trò quay về tốt đẹp. Lệ Na mặt mày hớn hở, nói. Vậy có thứ tốt, có phải cần chia sẻ với sư phụ hay không? Mang khoai lang cho sư phụ một củ đi. Tiểu Đậu Đinh cũng mặt mày hớn hở, cúi đầu, hướng tới khoai lang, phi phi hai tiếng. Lệ Na. Trong phòng, Hứa Thất An từ trong phù đồ bảo tháp đi ra, quay đầu nhìn chung quanh, chưa nhìn thấy Lạc Ngọc Hành. Trong không khí lưu lại mùi thơm cơ thể thoang thoảng của quốc sư, cùng với mùi protein. Giường một mảng hỗn độn. Con cáo trắng nhỏ tuy là con non, nhưng rất hiểu chuyện, mắt đen lúng liếng chuyển động, nhìn giường, cả giận nói. Ta phải nói ra với Dạ Cơ tỷ tỷ, ngươi giấu tỷ ấy giao phối cùng nữ nhân khác. Nói chuyện rất thô tục, yêu tộc đúng là yêu tộc. Hứa Thất An liếc nó một cái, tức giận nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta giao phối cùng nữ nhân khác, ngươi có chứng cớ sao? Con cáo trắng nhỏ nâng lên móng vuốt, vỗ mặt bàn một phát, giọng kẹo sữa hung dữ nói. Ngươi mỗi lần ngủ xong với Dạ Cơ tỷ tỷ, giường liền loạn như vậy. Ta còn thấy ngươi hút vào mông Dạ Cơ tỷ tỷ. Hứa Thất An gõ đầu nó một cái, mắng. Nhãi con biết cái gì, mau triệu hồi nương nương, ta có việc tìm nàng. Bị dọa bởi dâm uy của Hứa Ngân La, Bạch Cơ khuất phục, cuộn mình ở trên bàn, cái đuôi che kín thân thể, một lát sau, một lực lượng ý chí mạnh mẽ từ trong cơ thể nó thức tỉnh. Tiểu hồ ly to bằng hai bàn tay đứng lên, mắt trái tràn ra thanh quang, thanh âm kiều mị dễ nghe than thở. Uy nghiêm của bổn tọa ngày một rút xuống, đã thành nhân vật ngươi lúc nào cũng có thể triệu hồi. Bớt nói nhảm đi, có chính sự. Hứa Thất An nhíu mày nói. Ta hôm nay cân nhắc lại tình huống chiến đấu với Atola, phát hiện hắn ngày đó chưa dốc hết toàn lực. Ngươi mới phát hiện à? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Tiểu tiện nhân này, lúc trước quả nhiên nhìn ra manh mối. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nói. Nương nương, ngươi như vậy sẽ mất đi hữu nghị của ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ a một tiếng, nhu thuận ngồi, giọng nói mềm mại đáng yêu, giàu có từ tính. Hai loại khả năng, một, Atola xuất phát từ mục đích nào đó, không lộ dấu vết để ngươi mang đi mảnh thân thể thần thù. Hắn muốn cây sào trăm thước tiến thêm một bước. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Atola chuyển thế trùng tu, 500 năm sau quy vị, nhưng trở về vẫn như cũ là Atola con út Tu La Vương. Thân thể chuyển thế của hắn ở nơi nào? Thân thể chuyển thế nếu đã đến tứ phẩm, đã phát xong chí nguyện to lớn, như vậy chỉ cần hoàn thành chí nguyện to lớn, hắn liền có thể chứng Bồ Tát quả vị. Lấy cái này phỏng đoán, chí nguyện to lớn của hắn quá nữa có liên quan với yêu tộc. Hoặc là nói, đoạt được Nam Cương cho Phật môn. Nhưng Nam Cương đã là lãnh thổ của Phật môn. Hứa Thất An sờ cằm, cho nên cần mất một lần nữa. Hai, tất cả cái này đều là Phật môn bố cục chơi yêu tộc ta. Có lẽ chúng ta tấn công Nam Quốc Thành, sẽ trực tiếp gặp Quảng Hiền Bồ Tát. Ta khẳng định là có thể đào tẩu, nhưng các ngươi sao, khó nói. Hứa Thất An như có chút suy nghĩ. Ngươi tựa như có kế sách ứng đối. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười giảo hoạt. Nếu A-tô-la là muốn chứng Bồ Tát quả vị, vậy liền tương kế tự kế. Nếu là Phật môn lừa yêu tộc ta, vậy vẫn là tương kế tự kế. Hứa Thất An trực tiếp sảng khoái hỏi: Ngươi muốn làm như thế nào? Con cáo trắng nhỏ nhu thuận ngồi, cười tủm tỉm nói: Muốn đánh tới A-lan đà, xem Phật đà rốt cuộc là trạng thái gì hay không, xem bức tượng nho thánh có bị phá hư hay không. Ngày đó lúc giúp ngươi đối phó Hứa Bình Phong, bổn tọa từ chỗ giám chính đòi vài món pháp khí truyền tống, sau đó phái người mang khay đá khắc trận pháp tương ứng âm thầm đưa đến Tây Vực, chúng ta chỉ cần bóp nát pháp khí truyền tống, thì có thể truyền tống đến vị trí khay đá. Nó cách A-lan đà chỉ có 30 dặm. Quản Hiền dám rời khỏi A-lan đà, chúng ta liền trực tiếp truyền tống qua, đoạt lại đầu thần thù, để hắn hoàn toàn sống lại. Hứa Thất An tức giận nói, Quản Hiền Bồ Tát sẽ để chúng ta truyền tống. Về phần hoạt động lén lút của giám chính và Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn trái lại không kỳ quái, đối với người trước mà nói, đây là thao tác cơ bản. Đối với người sau mà nói, mưu tính 500 năm, nếu chút bố cục này cũng không có, vậy còn phục quốc cái gì, sớm một chút lập gia đình sinh con, giúp chồng dạy con đi. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Cửu Vĩ Thiên Hồ giọng điệu rất khẳng định. Hứa Thất An gật gật đầu, nói: Nếu lần này phục quốc không có gì ngoài ý muốn, vậy ta muốn ngươi giúp ta bắt tù binh Đỗ Ách La Hán, để hắn nhổ một cây phong ma đinh cuối cùng trên người ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói: Ta ngoài hạn mức lại nói cho ngươi vị trí U Minh Tàm Ti. Trái tim Hứa Thất An nhảy lên điên cuồng thình thịch 2 lần, giọng điệu hấp tấp nói: Ngươi biết U Minh Tàm Ti ở nơi nào? U Minh Tàm Ti là một trong các tài liệu chính luyện chế Chiêu Hồn Phiên. Chiêu Hồn Phiên là pháp khí chuẩn bị hồi sinh Ngụy Uyên. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói: Không vội, chờ yêu tộc phục quốc lại bàn những thứ này. Đông Lăng Thành. Hứa Bình Phong ngồi ở trước lò đan đồng xanh, trong tay nắm quạt lá cọ, nhẹ nhàng quạt ngọn lửa màu xanh. Muốn về Nam Cương một chuyến hay không? Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía già La Thụ Bồ Tát ngồi xếp bằng đối diện trên chết. Bổn tọa nếu là trở về, đúng với mong muốn của giám chính. Già La Thụ Bồ Tát thản nhiên nói. Cũng đúng, lão sư đã sớm cấu kết với Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hứa Bình Phong đang nghe truyện trên TVAudiocv gật gật đầu, lợi dụng Nam Cương yêu tộc kiềm chế Phật môn, là tính toán lão đã sớm bày ra, mượn tay con trưởng ta đi làm mà thôi. Chúng ta ở Thanh Châu chờ tin tức xấu đi. Già La Thụ Bồ Tát nhắm mắt ngồi xuống, nói. Cơ quan tính hết quá thông minh. Hắn chưa nói một câu phía sau. Hứa Bình Phong nghe xong, nụ cười bỗng nhiên quỷ quyệt hẳn lên. Tỉnh Sơn Thành. Tác Luân A Cổ đứng ở đỉnh núi hoang, quan sát phía nam. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, khí vận đều ở hướng Tây Nam. Lão nhân khoác áo choàng thấp giọng cảm khái. Đại Vu Sư cảm thấy, Nam Yêu có thể phục quốc sao? Một trong 2 linh tuệ sư duy nhất của Vu Thần Giáo, Ô Đạt Bảo Tháp hỏi. Chỉ dựa vào yêu tộc, kém chút, nhưng không phải còn có Hứa Thất An sao? Tác Luân A Cổ cười nói. Không biết thực lực của hắn đến cấp bậc nào rồi, trận này nếu là Nam Yêu thắng, bên kia thật sự chấn động Cửu Châu. Ô Đạt Bảo Tháp cau mày. Như năm đó Phật môn Giáp Tử Đảng Yêu, cả thế gian đều chấn động. Dừng một chút, hắn nói thầm, y nhĩ bố tặng Minh Kim Thạch, tặng lâu như vậy. Tác Luân A Cổ thản nhiên nói. Thời cơ chưa tới. Kinh thành. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái. Triệu Thủ đứng ở bên mép sân thượng cao ngất trong mây, quan sát kinh thành phía dưới. Kinh thành phồn hoa như trước, nhưng, trong mắt ta, lại bịt kín đen tối tiêu điều, khí vận đục ngầu. Hắn vuốt râu cảm khái nói. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía giám chính. Lực lượng của ngươi xói mòn nghiêm trọng, thậm chí ngay cả 2 pháp tướng của già La Thụ cũng đánh vỡ, lâu dài, Đại Phụng còn có cơ hội chiến thắng. Giám chính thản nhiên nói. Vạn vật thịnh cực mà suy, đều là số trời. Từ Trinh Đức đến Hứa Bình Phong, lại đến Hứa Thất An, đều là người ứng vận mà sinh, đều là đại kiếp của Trung Nguyên, nhân tộc. Triệu Thủ nhíu nhíu mày, nhân tộc. Mà không phải Đại Phụng. Giám chính cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ta thăm dò thiên cơ, biết được mệnh trời, cũng là người ứng kiếp. Triệu Thủ, ngươi có biết ta vì sao phải ép Nho gia 200 năm không? Triệu Thủ thản nhiên nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Giám chính gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu Thủ ha ha một tiếng, lão xoay người, mặt hướng phía nam. Có thể kiềm chế Phật môn hay không, chỉ xem một trận chiến này. Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Giám chính cười hỏi lại. Hắn có khi nào từng khiến chúng ta thất vọng? Nâng lên chén rượu, uống một ngụm, nói. Lần này vào kinh, là đến nói chuyện phiếm với ta. Triệu Thủ tồ một tiếng, tựa như mới nhớ ra, nói. Dương Cung truyền một số con cho ta, nói là cổ tộc nguyện kết minh với Đại Phụng, giúp đỡ cùng nhau đánh phản quân Vân Châu. Hy vọng ta có thể chuyển giao cho tiểu hoàng đế, ta vào cung cần ngươi đồng ý. Cho dù là hỏa tốc 800 dặm, tốc độ cũng không nhanh bằng thi triển bí pháp truyền tống của Nho gia. Giám chính gật đầu. Đi đi, Thanh Châu chiến sự gấp gáp, tiểu hoàng đế cùng chư công đang sầu lo, an tâm bọn họ một chút cũng không tệ. Ngự thư phòng. Vĩnh Hưng đế trẻ tuổi, sắc mặt trầm ngưng ngồi ở sau bàn lớn trải lụa vàng, nghe tân nhậm thủ phụ, Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh thư tấu. Sau khi Vương Trinh Văn dưỡng bệnh, nội bộ triều đình đình thôi, trải qua các đảng chém giết một phen, vị trí thủ phụ rơi xuống trên đầu Vũ Anh Điện đại học sĩ Tiền Thanh thư. Vẫn như cũ là vương đảng. Các nơi có nhiều nạn giặc cướp bóc thân hào vọng tộc, ở Giang Châu cùng Kiếm Châu, thậm chí có dân chúng trong thành cấu kết với đạo tặc, nội ứng ngoại hợp mở cửa thành, thả đạo tặc vào thành cướp bóc. Nhắm chừng thô sơ giản lược, các nơi đều có không ít. Tiền Thanh thư râu dê hoa râm trầm giọng nói. Bệ hạ, xin phái binh tiêu diệt, bằng không sớm hay muộn đại loạn. Nếu không thể ổn định hậu phương, thế cục Thanh Châu nguy rồi. Thành viên vương đảng nhao nhao phụ họa. Thành viên các đảng, một nửa trầm mặc, một nửa phụ họa. Đạo tặc chuyên cướp bóc giai cấp sĩ phu, không thể nghi ngờ đau đớn thần kinh chư công. Bệ hạ cân nhắc. Trong tiếng hô to, ngự sử đài tả đô ngự sử Lưu Hồng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Chiến sự Thanh Châu hừng hực khí thế, triều đình nên dốc hết toàn lực giúp Dương Cung mang phản quân ngăn ở Thanh Châu. Sao có thể ở lúc triều đình thiếu tiền thiếu lương, hao phí quốc lực đi thanh trừ lưu dân phỉ khấu? Một đám ô hợp mà thôi, khó thành đại thế. Thành viên nguyên ngụy đảng lập tức phụ họa, chống đỡ lời của Lưu Hồng người đứng đầu đảng phái hôm nay. Thành viên vương đảng lập tức nhảy ra phản bác. Đám ô hợp. Hôm nay lưu dân thành họa, cướp bóc lương thực, đã là một thế lực không thể khinh thường. Nếu mặc kệ, phản quân Vân Châu còn chưa đánh tới kinh thành, đám lưu dân phỉ khấu kia trước một bước binh đến dưới thành. Hai bên triển khai tranh luận, ngự thư phòng nghị sự lại xưng là tiểu triều hội, so với buổi chầu sớm tương đối rời rạc tùy ý, tranh luận dần dần diễn biến thành mắng nhau. Vĩnh Hưng đế thờ ơ lạnh nhạt, cho đến nay, Ngụy Uyên cùng Vương thủ phụ một chết một bệnh, bố cục trong triều đình vẫn như cũ là hai đảng tranh chấp, các đảng vô giúp vui. Hắn nhìn quét quần thần, ánh mắt dừng ở trên người đại lý Tự Khanh, thản nhiên nói. Tự Khanh đại nhân có cao kiến gì? Ánh mắt chư công không thể tránh khỏi chiếu về phía đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh hơn 50 tuổi, râu tóc không thấy sợi bạc nào, bảo dưỡng tương đối tốt. Bệ hạ, thần cho rằng, đối với lưu dân phỉ khấu có thể áp dụng kế sách chiêu an, trao tặng chức quan tặc thủ, để y dẫn nhân mã dưới trướng tới Thanh Châu chống đỡ phản quân. Đại lý Tự Khanh nói. Vĩnh Hưng đế trầm ngâm không nói, sau một hồi, chậm rãi nói. Việc này tạm thời gác lại. Tạm dừng một chút, trầm giọng nói. Thanh Châu phòng tuyến thứ nhất đã bị phản quân công chiếm, Dương Cung chưa thể tạo thành đả kích nặng nề đối với phản quân Vân Châu. Các vị ái khanh có ai có thể nói cho trẫm, Thanh Châu này có thể giữ được hay không? Có thể thủ được bao lâu? Không ai trả lời. Vĩnh Hưng đế mặt mũi âm trầm, nhìn về phía binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư. Hai vị ái khanh, trẫm bảo các ngươi điều binh điều lương trợ giúp Thanh Châu, có tiến triển không? Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Còn cần thời gian, xin bệ hạ thư thả thêm 10 ngày. Vĩnh Hưng đế vốn muốn chỉ trích, nhưng nhìn thoáng qua hộ bộ thượng thư bộ dáng tiều tụy, trong lòng thở dài một tiếng, chưa làm khó. Quay sang nhìn binh bộ thượng thư, thản nhiên nói. Từ thượng thư tiến cử Triệu Tuấn Nhu, hôm qua trình phần sổ con cho trẫm, nói là đề nghị mang quân đội trợ giúp Thanh Châu, do hắn dẫn dắt, đi đường vòng tập kích Vân Châu, phá hủy đại bản doanh phản quân. Thật sự là vị tướng tài hiếm có nha. Trong lòng binh bộ thượng thư rùng mình, thấy Vĩnh Hưng đế mặt mang mỉm cười, ánh mắt lại dị thường lạnh lẽo, cái trán lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Thần có mắt không tròng, xin bệ hạ trách phạt. Vĩnh Hưng đế chưa quan tâm, để hắn duy trì tư thế không người, sắc mặt khó coi nhìn quét chư công. Muốn lương thảo không có, cần kẻ có thể đánh trận cũng không có, triều đình nuôi sĩ 600 năm, nuôi ra các ngươi những kẻ này. May mà các nước Tây vực chưa cất quân vào biên cảnh, chỉ quấy rầy ở biên cảnh Lôi Châu. Bằng không, đại quân Tây vực lúc này cũng đánh tới Kinh Thành rồi. Khi nói xong lời cuối cùng, Vĩnh Hưng Đế là rống lớn ra. Chư Công im lặng không nói, biết hắn là đang thầm oán Lương Tiền chuẩn bị không kịp thời, không thể lập tức phái binh tới Thanh Châu. Quốc Khố nếu là có tiền, viện binh lúc này đã ở trên đường lao tới Thanh Châu. Khoảng thời gian này, hộ bộ đã đang trưng thu thuế má, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, đây là điều dưới chiến tranh, triều đình tất nhiên sẽ làm, các đời đều như thế. Mà hành vi như vậy, là đang tích lũy dân oán, hao tổn quốc lực. Chiến sự nếu có thể bình định, tất cả dễ nói, một khi triều đình chiến bại, dân oán vồ ngược, khí vận quốc gia nháy mắt tiêu hao hết. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tướng sĩ tiền phương lấy mạng chống cự, các ngươi chậm chạp không chuẩn bị được lương thực tiền bạc, quân đội, biết sẽ chậm trễ bao nhiêu chiến cơ hay không? Vĩnh Hưng Đế chửi ầm lên. Chư Công vẫn im lặng. Lúc này, thanh quang bốc lên, một bóng người hiển hóa ở giữa Chư Công cùng Hoàng đế, chính là Triệu Thủ. Lão mặc nho sam giặt trắng bệt, nhưng không sộc sệt chút nào, tóc hoa râm tùy ý rủ xuống, hình tượng chỉnh thể giống như thư sinh nghèo túng, còn là lão thư sinh. Vĩnh Hưng Đế cùng Chư Công triều đình cả kinh, hoàn toàn không ngờ được Triệu Thủ có thể xông vào hoàng cung. Bệ hạ. Triệu Thủ mỉm cười chắp tay. Vĩnh Hưng Đế lấy lại bình tĩnh, nặn ra một nụ cười mang tính lễ tiết. Viện trưởng vô sự bất đăng tam bảo điện. Triệu Thủ cười nói. Sự việc đã ở trước bàn bệ hạ. Vĩnh Hưng Đế mờ mịt cúi đầu, thấy trên bàn có thêm một phần sổ con, hắn có chút ngạc nhiên cầm lấy, khi ngẩng đầu nhìn, Triệu Thủ đã biến mất không thấy. Chư Công nhìn Vĩnh Hưng Đế, chờ đợi ý kiến của hắn. Vĩnh Hưng Đế mở ra sổ con, theo đọc, vẻ mặt hắn sinh ra biến hóa cực kỳ sinh động, đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó chau mày, khi xem đến phía sau, trợn to mắt, tựa như thấy được chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc biến thành mừng như điên. Tốt, tốt. Vĩnh Hưng Đế mặt rồng cực kỳ vui vẻ, có tinh nhuệ của tộc gia nhập, có thể tạm hoãn Thanh Châu khẩn cấp, Hứa Ngân La nhiều lần khiến trẫm kinh hỉ. Tinh nhuệ của tộc. Hứa Ngân La. Chư Công bên dưới sảnh nhìn nhau. Ánh mắt Tiền Thanh Thư lóe lên một lần, nói. Bệ hạ, có việc vui sao? Vĩnh Hưng Đế chưa trả lời, nhìn phía chưởng ấn thái giám Triệu Huyền Chấn dưới ngự tọa, cười nói. Truyền đọc chư công. Triệu Huyền Chấn cung kính tiếp nhận, trong lòng hắn vô cùng tò mò, nhưng không dám nhìn trộm nội dung, cung kính mang sổ con đưa cho tân nhậm thủ phụ Tiền Thanh Thư. Tiền Thanh Thư vẻ mặt bình thản, nhưng tốc độ tiếp sổ con lại cực nhanh, hắn mở ra sổ con tập trung tinh thần đọc, sau một lúc lâu, hít sâu một hơi. Lưu Thượng Thư có thể ngủ ngon rồi. Lưu Thượng Thư chính là hộ bộ Thượng Thư từ lúc nạn rét tới nay, cả người già đi vài tuổi, đường chân tóc dịch lên trên vài cm. Nghe được lời này, Lưu Thượng Thư quay ngoắt lại nhìn tới, vội nói. Bên trên nói cái gì? Mau, mau cho bản quan xem. Không phải một đảng với ngươi. Tiền Thanh Thư sắc mặt bình tĩnh mang sổ con đưa cho hình bộ Tôn Thượng Thư phía sau. Tôn Thượng Thư yên lặng xem xong, sắc mặt cực kỳ phức tạp, đã có vui sướng, cũng có buồn bã. Buồn bã là vì tiểu tử đó trước kia bị coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hôm nay đã là người cao không thể với tới, cao thủ đứng đầu Cửu Châu. Sổ con truyền đọc ở trong tay chư công, từng khuôn mặt già nua hoặc như trút được gánh nặng, hoặc vui sướng vạn phần, kích động nhất là Lưu Thượng Thư. Tốt, tốt, như vậy, cục diện Thanh Châu chắc chắn được hóa giải, bản quan cũng có thể thở phào, ngủ ngon giấc. Lưu Thượng Thư suýt nữa vui quá mà khóc. Hứa Ngân La có thể khiến cổ tộc và đại phụng kết minh, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Trong giọng nói không chút nào che giấu sự kính nể cùng tán thưởng của mình. Chư công bắt đầu thấp giọng nghị luận. Có thể lấy trả giá nhỏ bé như vậy khiến cổ tộc xuất binh, hắn là như thế nào làm được? Cổ tộc cùng đại phụng ta thù hận rất sâu, lần này thế mà lại chưa kết minh với Vân Châu, mà là kết minh với đại phụng ta. Hắn luôn có thể làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn tuy không giống Ngụy Uyên, có thể chỉ huy 3 quân, 100 trận 100 thắng. Nhưng làm võ phu, hắn ở trong lĩnh vực siêu phàm coi như là nhân vật. Có hắn cùng giám chính, đại phụng ít nhiều vẫn là có chút hy vọng. Vĩnh Hưng Đế cười nói. Việc minh ước, liền giao cho nội các phát thảo. Các ái khanh có gì dị nghị không? Chư công nói: Bệ hạ thánh minh. Sau khi chấm dứt nghị sự, tâm tình nặng nề của Vĩnh Hưng đế mấy ngày liền thoáng giảm bớt. Chuyện cổ tộc kết minh với Đại Phụng không thể nghi ngờ là một tin tức phấn chấn lòng người. Nhưng trong lòng Vĩnh Hưng đế còn có một việc nghẹn ở trong lòng. Bệ hạ, tiền thủ phụ cầu kiến. Triệu Huyền Chấn bước vào tẩm cung. Vĩnh Hưng đế nhíu nhíu mày, nói: Mời hắn vào. Nếu chưa nói ở lúc ngự thư phòng nghị sự, vậy liền nói lên Tiền Thanh Thư có việc muốn khải tấu riêng. Tiền Thanh Thư để râu dê hoa râm, ở dưới hoạn quan dẫn dắt quay về ngự thư phòng. Tiền thủ phụ có chuyện gì cần bàn riêng với trẫm? Vĩnh Hưng đế không có vẻ mặt gì hỏi. Tiền Thanh Thư trầm giọng nói: Bệ hạ, các nơi nạn trộm cướp hoành hành, nếu không phái binh càn quét, sớm hay muộn gây thành họa lớn. Hôm nay Thanh Châu áp lực chợt giảm, vừa lúc có thể chia quân bao vây tiểu trừ. Vĩnh Hưng đế trầm ngâm không nói. Tiền Thanh Thư cao giọng nói: Bệ hạ, thần được bệ hạ coi trọng, tất vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, muôn chết không từ. Vĩnh Hưng đế hơi động dung. Được, vậy cứ theo ái khanh nói. Trả lời thống khoái như thế, ngược lại khiến Tiền Thanh Thư sửng sốt, vui vẻ chắp tay. Bệ hạ thánh minh. Vĩnh Hưng đế gật đầu. Ái khanh lui xuống trước đi, trẫm mệt rồi. Nhìn bóng lưng Tiền Thanh Thư, Vĩnh Hưng đế mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn, thật lâu chưa động. Chuyện nọ nghẹn ở trong lòng hắn, chính là Hứa Tân Niên từng đề nghị, bí mật phái cao thủ tổ chức lưu dân, vào rừng làm cướp làm khấu, lấy cướp bóc giai tầng thương nhân, thân hào nông thôn, bình ổn mối họa lưu dân ngày càng tàn phá. Loại quyết định phản bội giai cấp này, nếu bại lộ ra ngoài, sẽ làm Vĩnh Hưng đế chúng bạn xa lánh. Cân nhắc mãi, hắn lựa chọn bỏ qua. Nhưng không ngờ, trong triều có người ngầm thi hành kế sách đó, cũng thu hoạch thành quả thật lớn, quy mô ngày càng lớn mạnh. Kẻ địch của trẫm không phải chỉ có phản quân Vân Châu. Vĩnh Hưng đế thấp giọng lẩm bẩm. Kẻ địch của người nọ là ai, trong lòng hắn rõ. Đồng thời, hắn âm thầm hạ quyết định, không thể kéo dài nữa, ban cho hôn sự đã là việc lửa xém lông mày. Hứa Tân Niên đã sinh ra dị tâm, âm thầm đầu phục tứ hoàng tử ngày xưa, Viêm Thân Vương hôm nay. Mà quyết định của hắn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Hứa Thất An. Nếu là Hứa Thất An cũng phản chiến Viêm Thân Vương, ngôi vị hoàng đế của hắn tất nhiên ngồi không vững. Hứa Thất An là Ngụy Uyên một tay đề bạt, mà Ngụy Uyên cùng hoàng hậu là bạn cũ, người kiên định không dời ủng hộ tứ hoàng tử, hơn nữa Hứa Thất An và Hoài Khánh quan hệ rất không tệ. Hôm nay lại có Hứa Tân Niên đầu nhập tứ hoàng tử. Vĩnh Hưng đế có thể nghĩ ra, phương pháp phá cục duy nhất đó là mang muội muội Lâm An gả cho Hứa Thất An. Như thế, ngôi vị hoàng đế có thể vững vàng. Đức Hinh Uyển. Không lâu trước đó, Hoài Khánh làm ra cải tạo trình độ nhất định với thư phòng, đưa đến sa bàn, bản đồ Thanh Châu, bàn sách bày đầy binh thư, trong đó bao gồm bản binh pháp Tôn Tử kia Hứa Thất An viết. Hứa Thất An tự xưng sách này là Tôn Tử soạn, nhưng Hoài Khánh biết, hắn lấy đâu ra Tôn Tử. Bị chuyện đùa giỡn người ta mà thôi. Làm một công chúa, có thể để ý chiến sự Thanh Châu như thế, rất là không dễ. Hoài Khánh đối với binh pháp thật ra cũng không tinh thông, hành quân đánh trận càng là người ngoài nghề, nhưng mấy ngày nay, đóng cửa đọc binh thư, sa bàn diễn luyện, tiến bộ cực nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là tiến bộ phương diện cái nhìn đại cục, thực tế bài binh bố trận quá thiếu kinh nghiệm, lý luận suông ý nghĩa không lớn. Sau bàn sách, trưởng công chúa mặc váy dài thanh lịch, khí chất thanh lạnh, ngón tay ngọc thon thả mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy viết hai việc. Một, cổ tộc ở dưới Hứa Thất An thúc đẩy, kết minh với Đại Phụng, xuất binh viện trợ Thanh Châu. 2. Triệu thủ tự mình đưa tới tấu chương Thanh Châu. Đối với tin tức thứ nhất, trong lòng Hoài Khánh không chút dao động, bởi vì sớm biết. Nhưng tin tức thứ hai, nàng nhấm nuốt thật lâu. Ánh sáng ở cửa tối đi một chút, cung nữ đứng ở ngoài thư phòng, nhẹ nhàng nói. Trưởng công chúa điện hạ, Viêm Thân Vương đến rồi. Hoài Khánh mang tờ giấy thu vào trong tay áo, đứng dậy, dẫn theo cung nữ đi nội sảnh. Trong nội sảnh, Viêm Thân Vương diện mạo hiên ngang áo bào tím đai ngọc, đẹp đẽ quý giá bức người, trong tay cầm một chén trà nhỏ, khí chất trầm ngưng. Tứ ca sao lại có rảnh đến Đức Hinh Uyển ta? Hoài Khánh thản nhiên nói. Sau khi Vĩnh Hưng đế đăng cơ, mang các huynh đệ đều đuổi ra khỏi hoàng cung, nhưng muội muội chưa lấy chồng, vẫn như cũ có thể ở lại trong cung. Các thân vương bình thường sẽ không vào cung. Viêm Thân Vương vẫy lui cung nữ trong phòng, trầm giọng nói. Ta nghe nói Hứa Thất An kết minh với cổ tộc, lấy trả giá cực thấp, mời tới tinh nhuệ cổ tộc viện trợ Thanh Châu. Hoài Khánh lạnh nhạt bình tĩnh nói. Đây là chuyện tốt. Viêm Thân Vương gật đầu. Quả thật là chuyện tốt, với ta mà nói, chưa nói tới chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện xấu, nhiều nhất chỉ là lại chờ đợi cơ hội. Vi huynh hôm nay đến, là vì một sự kiện khác. Tứ ca mời nói. Viêm Thân Vương trầm giọng nói. Hôm nay Triệu Thủ vào cung, dám chính đè ép Thư viện Vân Lộc 200 năm, Triệu Thủ kia cuộc đời này số lần vào cung chỉ có 2 lần, một lần là ép phụ hoàng hạ chiếu tự kể tội, tiếp đó là lần này. Hoài Khánh cảm thấy, dám chính đây là ý gì? Lần trước vào cung hợp tình hợp lý, nhưng một lần này, chỉ là đưa một phần sổ con. Hoài Khánh nâng tay, khiến váy dài hơi trượt xuống, để không trở ngại nàng bưng trà, chậm rãi nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Tứ ca nghĩ hẳn đã có phán đoán. Viêm Thân Vương từng một tiếng, vừa gật đầu vừa nói. Đang thời khắc nguy nan này, giám chính chỉ sợ muốn thỏa hiệp với Thư viện Vân Lộc, để Triệu Thủ vào triều làm quan. Một vị đại nho tam phẩm đỉnh phong, đáng giá giám chính hạ thấp tư thế. Tứ ca lần này tìm muội là muốn cùng muội cùng nhau tới Thanh Vân Sơn, bái phỏng Triệu Thủ viện trưởng. Nói tương đối trắng ra, Hoài Khánh xem như nửa học sinh Thư viện Vân Lộc, từng ở thư viện nghiên cứu học hỏi mấy năm. Mặt mũi của nàng, Triệu Thủ không thể không nể. Hoài Khánh gật đầu. Cho dù tứ ca không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Viêm Thân Vương cười lên, hảo muội muội. Cung Phượng Tê. Lâm An mang theo 2 thiếp thân cung nữ, xuyên qua đại viện, tiến vào cung Phượng Tê vắng vẻ lạnh lẽo. Nàng vượt qua bậc cửa, tiến vào nội sảnh, phát hiện trong phòng lạnh lẽo như ngoài sân, số lượng cung nữ và ma duy trì ở hạn độ thấp nhất. Lâm An biết, đây là mẫu phi đang làm khó Thái Hậu. Nhưng, từ khi Hoàng đế ca ca đăng cơ tới nay, Thái Hậu liền hoàn toàn không còn tính tình, vô luận mẫu phi làm khó dễ bắt nạt như thế nào, Thái Hậu đều không để ý tới. Lâm An vốn cho rằng đây là Thái Hậu thỏa hiệp nhận thua. Nhưng lần nào đó nghe mẫu phi giọng điệu quái gở nói, sau khi Ngụy Uyên chết, tiện nhân kia liền như người chết, thật sự không thú vị. Nội sảnh thanh lịch đơn giản, hoàng hậu mặc quần áo bình thường ngồi ở bên bàn, không có vẻ mặt gì nhìn nàng. Lâm An đã rất nhiều năm chưa gặp hoàng hậu, nhưng trong ấn tượng, Thái hậu và Hoài Khánh là giống nhau, bình tĩnh lạnh nhạt, đối với ai cũng không nhiệt tình. Nhưng không giống như bây giờ, trừ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Ra mắt mẫu hậu. Lâm An cung kính hướng mẫu thân trên danh nghĩa hành lễ. Thái hậu là người cực đẹp, cho dù cảnh xuân tươi đẹp không còn nữa, nhưng thời gian tựa như không đành lòng phá hủy vẻ đẹp của nàng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành không có bất cứ dấu vết gì, ngược lại có thêm 5 tháng lắng động lại. Bệ hạ vừa tới tìm ta. Thái hậu nhìn người trước mắt, khuôn mặt mượt mà, mắt hoa đào quyến rũ đa tình, là nữ tử không nói lời nào cả, đã có thể thu hút người ta. So sánh, Hoài Khánh con gái nàng, cho dù dáng người dung mạo đều không kém, lại quá mức bình tĩnh lạnh nhạt. Hoàng đế ca ca. Lâm An có chút kinh ngạc. Thái hậu hơi gật đầu, giọng điệu bình thản. Lâm An cũng đến tuổi kết hôn, bệ hạ là vì hôn sự của ngươi mà đến. Sắc mặt Lâm An chợt biến đổi. Nghe xong Thái hậu nói, suy nghĩ đầu tiên của Lâm An là hoàng đế ca ca vì củng cố chính quyền, tính thỏa hiệp cùng huân quý trong triều, mang mình gả cho con cháu vị quốc công nào đó. Cái này không phải nàng tự dưng đoán, lúc trước mẫu phi đã từng đề cập chuyện phương diện này, muốn mang nàng gả cho con trai thứ của định quốc công. Thái hậu thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, tiếp tục nói. Bản cung dù sao cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi, hôn nhân đại sự của ngươi, do ta đến lo liệu. Lúc tiên đế còn, đối với hôn sự của các ngươi cũng không quan tâm, bản cung cũng vui vẻ tranh thủ thời gian. Mà nay tân quân có tính toán này, bản cung cũng bụng làm dạ chịu. Hoàng đế ca ca biết rõ ta cùng cẩu nô tài đi lại gần gũi, tuy ta chưa bao giờ thừa nhận thích hắn, nhưng hoàng đế ca ca chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trong lòng Lâm An nghẹn một hơi. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, giọng điệu trong cung kính lộ ra lạnh lùng. Việc này không phiền Thái hậu, Lâm An sẽ đích thân nói với hoàng đế ca ca. Thái hậu có chút kinh ngạc liếc nàng một cái. Ngươi không muốn gả? Lâm An cau mày. Ta ai cũng không gả. Thái hậu gật gật đầu, nàng cũng không sao cả, nhẹ giọng nói. Thôi. Nghe bệ hạ nói, ngươi cùng Hứa Ngân La đi lại rất gần, cảm tình rất tốt. Thì ra là bệ hạ hiểu lầm ý. Lâm An vẽ mặt dại ra nhìn nàng. Đại khái có vài giây hóa đá, Lâm An lắp bắp nói. Mẫu hậu nói cái gì? Thái hậu thản nhiên nói. Bệ hạ muốn ban hôn sự cho ngươi cùng Hứa Ngân La, ngươi nếu không muốn, từ chối hắn là được. Còn chưa dứt lời, Lâm An lớn tiếng nói. Hoàng đế ca ca cũng đã nói như vậy, vậy Lâm An cho dù muôn vàng điều không muốn, cũng chỉ có thể theo. Làm phiền mẫu hậu lo liệu. Thái hậu nhìn chằm chằm nàng vài lần, lộ ra một nụ cười. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi trái lại đã trưởng thành hơn không ít. Điều bản cung muốn nói đã nói xong, ngươi lui xuống đi. Lâm An cáo lui. Nàng mặt không đổi sắc hành lễ, mang theo hai thiếp thân cung nữ rời khỏi cung Phượng Tê. Vừa bước ra khỏi cửa cung Phượng Tê, Lâm An chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Điện hạ. May mắn hai vị cung nữ tay mắt lanh lẹ, đỡ được nàng. Điện hạ nơi nào không thoải mái? Nô tỳ đi mời ngự y. Cung nữ bên trái vội vã chạy xa. Lâm An mềm nhũn tựa vào trên người một vị cung nữ khác, kinh ngạc ngây người. Điện hạ làm sao vậy? Thấy thế, cung nữ khẩn trương. Lâm An nghe trong lồng ngực, trái tim điên cuồng nhảy lên thình thịch, trước mắt biến thành màu đen từng trận, nàng muốn nặn ra một nụ cười, nước mắt lại trào ra, lẩm bẩm. Bản cung cũng không biết làm sao vậy. Đêm khuya, Nam Cương. Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, một ngọn núi cao tên Thanh Phong Nhai. Trăng tròn treo cao, bóng người rậm rạp bận rộn ở dưới ánh trăng sáng rõ, có cái bề ngoài hình thức nhân loại, có cái hình người nhưng có được đặc thù loài thú, cũng có cái thuần túy là hình thái thú vật. Điểm giống nhau của bọn họ là công nhân vận chuyển. Mấy trăm hơn ngàn yêu tộc đang hướng bên trong một cái hố to ném vật sống, trong những vật sống này đã có động vật, cũng có nhân tộc Tây Vực. Nhưng mặc kệ là động vật hay nhân tộc, hoặc là hấp hối, hoặc là hôn mê bất tỉnh, đối với vận mệnh sắp đến của mình không hề hay biết chút nào. Trên bầu trời, Lạc Ngọc Hành chân đạp phi kiếm, Hứa Thất An dẫm Thái Bình đao, Bạch Cơ bám ở trên vai hắn. Hiến tế long trọng, tanh máu. Hứa Thất An quan sát phía dưới, trầm giọng nói. Những sinh linh này bị thu thập lại, mục đích là để cho mảnh thân thể thần thù bước đầu khôi phục lực lượng. Thần thù bị phong ấn 500 năm, khí huyết suy kiệt, cái này không phải tùy tiện thổ nạp tu hành có thể khôi phục. Muốn khôi phục lực lượng siêu phàm cảnh, tất nhiên phải thu lấy lực lượng cấp bậc tương đương. Ở trong mắt Hứa Thất An, phù hợp định luật tuần hoàn năng lượng. Huyết đan của siêu phàm cảnh quá mức thưa thớt, vậy chỉ có thể để lượng biến dẫn tới chất biến. Như thế nào, Hứa Ngân La hiệp can nghĩa đảm không đành lòng nhìn sinh linh bên dưới tự dưng mất mạng. Lạc Ngọc Hành cười tủm tỉm trêu chọc, như yêu nữ không đứng đắn. Hứa Thất An chưa trả lời thẳng, mà là cảm khái nói. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hắn lúc này mới đáp lại. Con người là hiểu được biến báo, cũng là tất nhiên phải làm lấy hay bỏ. Mù quáng tuần hoàn nguyên tắc nào đó, không phải hành vi của trí giả. Lạc Ngọc Hành cười hì hì nâng tay, váy dài trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn cùng bàn tay như bạch ngọc, sờ sờ cái đầu quả dưa của hắn. Chàng từ trước tới nay đều không phải hạng người cổ hủ. Đang nói, trong rừng cây phía dưới truyền đến động tĩnh thật lớn, cây cối đổ rạp từng mảng. Từ góc độ Hứa Thất An, có thể trực tiếp nhìn thấy một con rắn vảy đen thật lớn chậm rãi trườn đến, đè ngã cây cối ven đường. Xì xì. Con rắn khổng lồ ngẩng đầu lên, hướng tới trăng tròn trên bầu trời thè lưỡi. Là xà hộ pháp đến rồi. Thân thể của xà hộ pháp khổng lồ trước sau như một, không, có phải lại lớn thêm một vòng hay không? Các yêu tộc bên dưới nhao nhao nghị luận. Bụng con rắn khổng lồ mấp máy, nhô lên một quả cầu tròn, quả cầu chậm rãi hướng bên trên khẽ động, khi đến cổ con rắn khổng lồ, phốc một tiếng bị phun ra. Đó là một quả cầu bị khí cơ bao lấy, do người Tây Vực xếp thành, nhìn ra có mấy chục người. Ét! Tiếng cú kêu thê lương quanh quẩn ở bầu trời đêm. Hai vật khổng lồ từ trong trời đêm xẹt qua, chúng nó phân biệt là một con chim to lớn đỏ rực thân dài 2 trượng, lông chim đỏ au tựa như ngọn lửa, một con hùng ưng thân dài 1 trượng 3 thước, lông chim trong màu nâu xen lẫn màu vàng. Trong móng vuốt hai con chim to lớn đều quắp một sợi xích sắt, ở giữa xích sắt là một cái lồng gỗ dài rộng cao đều 2 trượng. Trong lồng gỗ giam giữ động vật thượng vàng hạ cám, ăn thịt ăn cỏ đều có. Hai con chim to lớn lướt qua trên không bầy yêu, móng vuốt đột nhiên buông lỏng, mang lồng gỗ thật lớn thả xuống. Xà hộ pháp vung cái đuôi thật dài, dễ dàng quấn quanh lồng gỗ, mang nó vững vàng đặt xuống. Ngay sau đó, tiếng rít kéo dài quanh quẩn ở dưới đêm trăng, một con chó khổng lồ thân dài 3 trượng chạy vội đến, tứ chi đạp không, như dẫm trên đất bằng. Thông qua tiếng lảm nhảm của bầy yêu bên dưới, Hứa Thất An biết đây là khuyển hộ pháp của Vạn Yêu Quốc. Trong một canh giờ kế tiếp, hộ pháp yêu tộc hóa trang lên sân khấu, đến đây 18 vị, đều là tứ phẩm yêu tộc. Sinh linh trong hố to cũng càng chất đống càng cao. Với yêu khẩu của yêu tộc mà nói, tỷ lệ cường giả rất không tệ, hơn nữa Vạn Yêu Quốc khẳng định không chỉ 18 vị tứ phẩm đại yêu, dạ cơ thì chưa đến, khẳng định còn có tứ phẩm yêu tộc khác ở nơi khác làm việc. Đối với Vạn Yêu Quốc ẩn núp 500 năm, nằm gai nếm mật, có quy mô thế lực như vậy, Hứa Thất An không kỳ quái chút nào cả. Đáng tiếc siêu phàm cao thủ chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng một con gấu. Hắn tiếc nuối nói. Số lượng cường giả siêu phàm quá thưa thớt. Vạn Yêu Quốc thời kỳ đỉnh phong, số lượng đại yêu siêu phàm cảnh là gần với Phật môn, ngay cả Đại Phụng cũng có điều không bằng. Dù sao Nam Yêu tượng trưng cho yêu tộc chính thống, ngưng tụ khí vận toàn bộ yêu tộc. Mà yêu tộc phương Bắc thì kém xa lắc. Lúc này, hắn nghe thấy bên dưới có tiểu yêu kêu lên. Thanh Cơ trưởng lão. Hứa Thất An lập tức theo tiếng nhìn lại, đỉnh Thanh Phong Nhai, có một vị nữ tử cao gầy mặc váy lam, trên mặt che khăn lụa, một đôi mắt hồ mị tử nhìn quanh tỏa sáng, quan sát bầy yêu phía dưới. Nàng khi nào xuất hiện, có thiên phú thần thông tìm hành tương tự ám cổ bộ. Hứa Thất An nghe thấy Bạch Cơ kinh hỉ hô một tiếng. Nha, Thanh Cơ tỷ tỷ. Thiếu chút nữa quên, tiểu gia hỏa này cũng là đường đường Bạch Cơ trưởng lão. Hứa Thất An hỏi. Đây là tỷ muội của ngươi cùng dạ cơ. Bạch Cơ dùng sức gật đầu. Ta rất lâu chưa gặp Thanh Cơ tỷ tỷ rồi, Thanh Cơ tỷ tỷ làm món ăn ngon lắm. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tỷ muội? Hứa Thất An thử nói. Nàng xinh đẹp không? Không đợi Bạch Cơ trả lời, Hứa Bạch Phiêu sắc mặt nghiêm túc kể lại sự thật. Xinh đẹp nữa cũng không xinh đẹp bằng quốc sư. Lạc Ngọc Hành hài lòng gật đầu, thu hồi kiếm đặt ở trên cổ hắn. Nữ tử trẻ tuổi lộ mỏng che mặt, quan sát bầy yêu phía dưới, cao giọng nói. Cho mời nương nương. Thanh âm khuynh hướng cảm xúc rất trong suốt, không quyến rũ không ngọt ngào, sạch sẽ trong vắt như chuông bạc. Cho mời nương nương. Toàn bộ yêu tộc ở đây hô to, thanh âm hội tụ thành hải triều. Đinh linh. Tiếng chuông đồng thanh thúy vang ở bên tai mỗi một vị yêu tộc, cũng vang ở bên tai Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Lúc này, trăng tròn thanh lạnh tựa như ảm đạm một chút, như là bị cái gì che khuất. Cửu Vĩ Thiên Hồ đến rồi. Hứa Thất An giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía trăng tròn. Hồ tộc lấy xinh đẹp trứ danh, mỗi người đều là người đẹp đỉnh cấp. Vị Cửu Vĩ Thiên Hồ duy nhất của Cửu Châu đại lục này, lại sẽ nghiêng nước nghiêng thành như thế nào? Dưới trăng tròn, Hứa Thất An đầu tiên thấy là 9 cái đuôi cáo phô trương, xinh đẹp, tựa như hoàng mỹ không sức mẻ. Trắng nõn xõa tung, lộ ra vẻ đẹp yêu dị. Sau đó mới là chánh chủ, đây là một nữ tử khiến người ta không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Nàng có tai cáo xù lông, đầu đầy tóc bạc như sương. Ngũ quan của nàng tinh xảo lại yêu mị, có mắt hồ mị tử mang tính dấu hiệu của hồ tộc. Nàng khoác áo lụa mỏng manh, bộ ngực dùng một dải da thú không rộng không hẹp bọc, căng lên đầy đặn, hướng xuống phía dưới là cái bụng trắng trẻo gọn gàng. Bên hông buộc một cái áo lông màu trắng, như áo choàng rủ ở sau lưng, nhưng cũng không che đôi chân dài như mảng xà màu trắng. Mắt cá chân của chân phải buộc một cái vòng chân, cái chuông đồng thau theo bước chân vang lên, ken ken. Trong trời đêm thâm thúy mênh mông lơ lửng một vầng trăng tròn lạnh lùng, khóe miệng nàng mỉm cười, uyển chuyển đi đến. Yêu tộc phía dưới, mặc kệ sống mái, si ngốc nhìn nàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.